Thì cô có thể cho con biết là cô tên gì không? Tên Oanh. Dạ, tên Oanh. À, hiện tại gia đình cô có bao nhiêu người? Bốn người. Bốn người. À, là cô làm nghề gì? Bán vé số. Dạ, bán vé số. Còn ông xã làm gì cô? Xã thì ở nhà kiếm cá kiếm mắm rồi ăn. À, kiếm cá kiếm mắm là đi đi đồng. Đi đồng ha. Rồi mình có bán được không? Không. À, chỉ kiếm đồ ăn. À, thu nhập chính gia đình là chị hả? Dạ. Còn hai người còn lại là con của chị hả? À, năm nay học lớp mấy rồi? Đứa học lớp 1, đứa học lớp 4. À, dạ. Thì chị bán vé số ngày thu nhập có khá không? À, được bao nhiêu một ngày? Ngày có 100 tờ nhớ mà. À, 100 tờ vậy là mình lời được bao nhiêu chị? 120. 120 là chị phải lo cho cả gia đình. À, còn hai đứa con năm nay học lớp mấy rồi? Đó học lớp 4 mà nó nghỉ thì nó không học nữa. À, mình không có đủ điều kiện để lo hay sao chị? À, nó nghỉ học, nó không chịu học. À, chị vẫn lo nhưng mà là em không chịu đi học. Sao gia đình mình không có khuyên em á? Có. Nó lớn rồi nó mất cỡ, nó không đi học. À, là mình học trễ hay không, sao vậy? 14 tuổi hay gì rồi? 17 rồi, 17 tuổi. 17 tuổi, 17 tuổi như vẫn học lớp 4. Dạ. Rồi thôi em xin chúc sức khỏe gia đình chị nha. À, cảm ơn chị. Cái này của chú mình bị gì hả chú? Bú. À, bú này chú có đi khám không? À. Mình không đi khám để mổ chú hả? Không đi nào đi khám. Dạ. Con thấy nó có cái bú ở phía sau á. Dạ. À, con chào chú nha. Dạ. À, chú có thể cho con biết là chú tên gì không? Tên Lê Văn Mạnh. Lê Văn Mạnh. À, chú Mạnh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 52. 52. À, gia đình chú Mạnh có bao nhiêu người? Có ba người và vợ với đứa con đi mặn. Dạ. Mặn không có gì à. Là đi mặn xa hay đi sao mặn chú? Mặn xa. Dạ. Cũng là vợ bỏ đi luôn đi, nói vậy đi. Rồi nói trắng vậy đi. Dạ. Hiện tại là chú sống một mình hả? Một mình. Dạ. Thì hàng ngày thì chú làm việc gì để sinh sống? Cũng lặt vặt trong nhà này kia nọ rồi. Dạ, bệnh tật. Có với bệnh tật nè. Dạ. Tiếp mấy đứa em này kia rồi lặt vặt cái nó cho tiền đồ này cái chút đỉnh rồi vậy đó. Dạ, chú đi đứng bình thường không chú? Đi được. Dạ, chú đứng lên chú thể cho con xem được cái chân của chú không? Dạ. Dạ. Đó. À, là mình bị tai biến hả chú? Cũng như bị hồi nhỏ đó. À, giống như là sốt bại liệt. Dạ, dạ, được. À. Dạ, mình bao lâu cái mình bị cái chân là từ nhỏ tới lớn luôn? Từ lúc mà nghe kể mẹ kể là dắt tới tôi á, dắt tới tôi là đi không được. Dạ, dắt tới tôi. Dạ, cuộc sống chú hàng ngày chắc con thấy cũng phải vất vả để đi làm. Thì tối ngày lặt vặt ở nhà không chứ đâu có đi đâu. Dạ. Nhiều khi đi đây đi đó rồi bắt đứa cháu rồi chở đi á. Dạ. Xe đạp không chạy cũng không được nữa. Đi rồi nè. Tại vì theo chân chú là phải có một chiếc xe chuyên về cái chân của chú. Thông thường con thấy là thắng tay á. Thắng tay thì mình có thể chạy đi đâu đó cũng được. Ngặt cái xe cộ dở quá rồi thấy chạy thấy ớn quá. Phải xe cộ dở. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nha. Con chúc sức khỏe của chú nha. Dạ. Dạ. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì nhóm phụ nữ miền Tây đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chị Kim Phụng, hỗ trợ 28 phần quà cho bà con ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì mỗi phần quà ngày hôm nay trị giá là 120.000 đồng cho 10 kg gạo. Thì trước khi con phát phần quà này thì con cũng đại diện Mạnh Thường Quân, đó là chị Kim Phụng, thì cũng xin chúc bà con ở đây thật là nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Con cũng xin cảm ơn là bà con đã dành thời gian đến đây để nhận phần quà của chị Kim Phụng. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, thì con hôm nay là chị Kim Phụng ơi, thì em phát quà ở đây thì có là anh trưởng ấp là anh Tú, còn phó ấp là anh Nam, thì anh Tú sẽ hỗ trợ em phát phiếu, thu phiếu lưu về, và anh Nam sẽ bưng tiếp cho bà con lớn tuổi. Dạ, em xin phép chị nha. Rồi, mình làm nha anh. Dạ. Anh Nam mang dép vô đi anh Nam. Dạ, con mời tiếp theo. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, chúc sức khỏe chú nha. Dạ, con gửi. Dạ, anh Nam tiếp em trên đó được. Cảm ơn. Ơi, anh có cần phụ tiếp không anh? Được. Dạ.
thằng anh Nam phụ không? Từ từ mỗi người nha, ai cũng có. Chị cô chị dạ 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 chú Nam tiếp nha. Dạ hai của chú nha chú, hai của chị. Dì Vân nổi không dì? Dạ. Ấy gạo xuống. Dạ. Gửi chị. Gửi con nha. Con cô. Dạ con. Dạ. Dạ. Bưng cho bà. Rồi. Dạ bà ơi, anh Nam bưng cho bà nha. Dạ anh Nam. Dạ mỗi người nhận một phiếu giùm con nha bà nha. Dạ dạ, anh Nam bưng cho bà. Dạ dạ, dạ. Anh cụ, ông cụ dạ. Bà ơi, anh có bưng tiếp bà ra ngoài kìa. Dạ. Bà ra ngoài nhận nha, con sợ bà bưng không nổi. Đây bà đưa phiếu đây. Bưng có mừng. Bà đây nha. Bà ơi, của bà hả? Dạ. Con nhận giùm bà nha. Dạ, nội. Ôi, gặp nhau rồi hả? Đi đường này nè con, đi đường này. Dạ, còn chú chưa nhận được. Em gửi luôn nha. Dạ. Con gửi cho chú. Dạ. Còn hai hộ gia đình nữa thì cũng đã lớn tuổi rồi. Thì em đại diện là anh Nam đây sẽ nói lý do tại sao mà không đến nhận cái phần quà này nha chị. Em mời anh Nam. Kính thưa chị Kim Phụng, hai hộ này đến nhận trễ là không có đến nhận được, là lý do là tuổi già yếu 80 tuổi hết trơn rồi. Thay vì mặt cho ban ấp, không có con cháu nhà, thay mặt ban ấp để nhận giùm, để gửi đến hai hộ đó, trao tận tay cho hai hộ đó. Dạ. Rồi, dạ. Em xin mời anh nhận phần này nha. Dạ. Dạ, em gửi phiếu cho anh. Còn phần còn lại thì anh Tú sẽ thay mặt hộ gia đình đó và nó gọi lý do là tại sao không nhận phần quà này. Dạ, em mời anh Tú. Thì nói chung thì còn một hộ nữa thì cũng do là tuổi cao nên đó là chỗ ban ấp sẽ là tiếp nhận cái phần quà để mà chuyển tay đến cái hộ còn lại trong của ban ấp. Và sẽ đưa tới tận tay, cũng như là cái hộ vừa rồi mà 80 tuổi cũng già yếu như vậy. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh Tú. Mà anh Tú gửi lên phần quà giùm em ha. Rồi. Dạ. Chị Kim Phụng ơi, em cũng đã phát được 28 phần gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Hòa Thạnh rồi. Thì đại diện chính quyền địa phương, đây là anh Tú, trưởng ấp, sẽ có đôi lời gửi đến chị Kim Phụng nha. Thì trước tiên thì thay mặt chủ đảng ủy ủy ban cũng như là ban dân ấp Hòa Thạnh thì gửi lời cảm ơn đối với chị Kim Phụng là một trong những nhà tài trợ chính cho cái buổi phát quà hôm nay. Thì thay mặt cho chỗ bà con, đặc biệt là bà con khó khăn, bà con là mua bán vé số cũng như là bà con nghèo trên địa bàn của ấp thì được một phần quà hôm nay là rất mừng, cũng như ban ấp rất mừng cho bà con. Như vậy thì thay mặt chỗ ban ấp cũng như chính quyền địa phương xin chân thành cảm ơn chị đã là nhiệt tình cũng như ủng hộ trong cái thời gian qua tại ban ấp Hòa Thạnh. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn anh. Thì cũng đại diện nhóm thanh nữ miền Tây xin chúc chị Kim Phụng thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc. Cảm ơn chị Kim Phụng rất là nhiều đã hỗ trợ cho bà con ở đây. Xin chào chị.